Đào cái gì ở đâu đâu? Rồi đổ đá xuống hả? Chưa, chưa, còn một phút nữa. Hôm qua đào dưới này á hả? Ừ, trời ơi. Được không anh? Được. Quá bọc bịch, bọc giữ dần bọc dưới biển. Ủa nè, ba cái bọc này nè. Ừ, bọc dưới lớp, dục xong cũng nhiều. Đào sâu mấy mét anh hả? Cái này xuống, chú Tư cũng nói ở đây làm chừng hết luôn, cốt luôn này kia vậy, mét dữ lắm. Ừ, hồi đó giờ có công trình nào nó bị nước vậy chưa? Cũng ít có khi lắm, tại ở đây đúng ra là ngày nay hết mùa là hết này. Mà thủy triều dân. À, chú Tư cũng nói rồi mới có. Ừ. Dạ. Phần mềm không có sao em. Dạ. Ờ. CT hết nhiêu chị? Người ta không mang tiền. Ừ. Tại vì anh có bảo hiểm. Ừ. Giờ ngồi hết nổi luôn đi. Ngồi hết nổi luôn hả? Đi hết nổi luôn rồi. Ăn uống gì được không? Ăn chỉ rút không á. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ với anh Một Đồng đang có mặt tại xã Tắc Vân của thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau á. Và các anh thợ ngày hôm qua thì mưa gió sau khi mà cúng khởi công thì các anh thợ làm luôn á cô bác quý anh chị. Làm trong mưa luôn hả anh Lớn? Trong mưa luôn. Cực dữ không? Mưa qua cũng được mà không bự không. Dạ, tối nay ngủ được không? Ngủ cũng được. Ngủ cũng được. Sáng nay mấy giờ làm? 7 giờ. À, thông tin với cô bác quý anh chị là mình Bùi Hồ thì cũng có đặt cho các anh cái thay mặt cho bạn hàng á, cũng đặt cho các anh cái chỗ ở nè. Thì cũng đặt cho anh cái chỗ ăn uống cơm phần cho nó đỡ ngán đó. Cũng ăn cơm chợ thì nó nhớ cơm vợ, thành thử là ăn cơm phần nó cũng đỡ hơn. Đúng không anh Lớn? Hôm qua nay vợ gọi dữ không anh Hồng? Không, con cháu ngoại gọi luôn. Vậy hả? Có cháu ngoại vậy kêu phải về ca rồi về. Kêu ca rồi về. Cái cảm giác làm sao nhà đó thì sao rồi? Nó cũng vậy thôi. Vậy hả? Có lạ lẫm gì không? Lạ bọng gì đi mặn, lạ bọng gì. Ba bình luận ta nói thương mấy anh thợ quá trời kìa. Quay hôm qua trà mưa rồi về thấy hơi sớm, đến sáng xuống làm sớm, nhau nước cũng lớn. Nước lớn giờ ra lau sắt sữa. Dạ, bây giờ mưa lắc gắt vẫn phải làm đúng không? Làm. Thứ bảy chủ nhật vẫn làm luôn. Xuống đây là, nói xuống đây là làm thẳng cho mau gọi quá nhau. Trong nhà đang cho khỏe. Dạ, đang làm những cái công trình khác nữa. Làm chỗ khác nữa. Đi xa thì mình đâu có được nghỉ ngơi gì đâu. Làm phải tranh thủ mà. Mấy tắm lên vậy chạy. Thôi qua anh kia đi ha. Rồi các anh đang làm cho sắt thẳng ra nè. Hôm qua cũng kêu vật tư hết nè. Nhờ anh nhà của anh Tư đúng không? Có anh Tư ở đây thì hình thử là đỡ hơn ha anh Tư ha. Cảm ơn anh Tư nhiều. Hôm qua thấy mấy em thợ đào cực không anh Tư? Thì đào vất vả lắm, qua mưa là coi như là thợ làm là trong mưa luôn mà. Mưa gió gì cũng làm hết. Dạ. Vật tư để ở đây cũng an toàn, có anh Tư cũng an toàn ha. An toàn. Dạ. Cái vật tư thì nói là ngay hồi mấy năm trước á thì nó cũng phức tạp dữ lắm. Nhưng mà bây giờ thì ổn. 2 năm trở lại đây đó là ngon lành. Ừ. Mình để không khi nào mất bậy. Mà thấy dân Cà Mau cũng dễ thương mà. Mấy năm trước thôi. Dạ. Dân đó giờ nó đi về vườn hết rồi. Dạ thôi cũng cảm ơn dân Cà Mau nhiều ha. Đây là vật tư nè, gồm có gạch thẻ rồi gạch ống rồi cát đồ để đây anh Hợp ảnh có trùm mưa trùm cát đồ lại, tại cát ở đây mắc quá ha anh Tư. Ừ, đây thì cát mắc ạ. Dạ, đây cát đá gạch, nói chung cái vật liệu cái nào nó cũng mắc. Mấy ông thợ có rủ nhậu chưa? Có nhậu đâu nhậu. Của anh Tư không nhậu hả? Thì cũng lai gai chút đỉnh nha, mà bệnh ghề ghề hoài. Không có nhậu. Dạ, rồi cảm ơn anh Tư nhiều ha. Bữa nay thấy nắng lên rồi đó. Nước này là nước mà để làm là trong hồ là anh Tư đầy thọ luôn. Hỗ trợ luôn, còn xi măng nè. Tại thì anh Tư cho để trong cái nhà luôn nè cô bác anh chị. Nó không có bị ướt. Nước sông lên trộn được, nó không được. Nước sông lên thì nó chất phèn đồ này kia đó, mình xài nó không có chất lượng. Dạ. Mình xài nước tên rồi này nó ngon hơn. Đúng rồi. Nó không có độ dính nhiều á. Ừ. Nước mặn á. Đây là xi măng hôm qua anh Hợp cũng kêu vật tư nó đã chuyển xong hết rồi nè. Ừ, chuyển xong hết rồi. Dạ. Cái nào ướt mình lên nhà hết. Dạ. Này là đá 46 với đá 12. Hôm qua đào anh ở đây đi để em xuống dưới cho. Anh có gì? Cái nền này hay thấy, làm xuống cái nền này thấy cứng á. Thế đào sẵn kìa.
thì cái nền nó dẻ nên mình nặng đào quá. Trời. Rồi đi ra đây lẹp xẹp này. Này anh xả nước hả anh Hợp? Anh đào đường khui nước ra ha. Ơi. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm hả? Ủa gì vậy? Sao đồ của tư đi ngắn. À. Hôm qua đào cái gì ở đâu đâu? Đào nguyên cái hầm đầu dưới đào nằm. Rồi đổ đá xuống hả? Chưa, chưa còn khúc nữa. Hôm qua đào dưới này á hả? Ừ, đào. Trời ơi. Được không anh? Được. Quá bọc 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 dữ dằn bọc dữ dằn. Nè ba cái bọc này nè. Ừ bọc dữ lắm. Dục xong cũng nhiều. Đào sâu mấy mét anh hả? Cái này xuống chú Tư ông nói ở đây làm chừng hết luôn, cốt luôn này kia vậy mét dữ lắm. Ừ, hồi đó giờ có công trình nào nó bị nước vậy chưa? Cũng ít có khi lắm, tại ở đây đúng ra là ngày nay hết mua là hết này. Mà thủy chịu dân à, chú Tư ông nói mới có. Ừ. Dân ừ. Dân lên mà dắt chiều chút xíu rồi không hết. À, rồi chiều nay là đổ đà được rồi chưa? Đổ dĩ đâm đè đằng xe cho lên có khỏi có nước làm được. Dạ. Ừ. Khó khăn quá ha. Ừ, giờ đâu có làm tính giờ dắt. Hôm qua đào là đào nguyên ngày mới được cái này đó hả? Buổi chiều, buổi sáng nước ngập buổi chiều của đào. Ừ. Đào nguyên một buổi ba người đào luôn hả? Ừ, 12 giờ ăn cơm 12 giờ làm. Trời ơi. Ừ. Làm không nghỉ luôn. Ừ, mua gió ở dưới ở chỗ mới rứt quá. Thấy không? Ừ. Xuống đây làm mẹ. Sáng nay mấy giờ vô làm? 7 giờ. 7 giờ vô làm ha. Bây giờ như tí chắc chiều ăn cơm làm luôn. Tại ừ. Vì chắc sáng nước còn quá nhiều làm ba cái vụ đặt nhặt là nhặt đến không. Ăn sáng ở đây mắc không? Cũng 25 ngàn. 25 ngàn hả? À? Chiều làm mình làm cái công việc gì nữa? Nước giật rồi xong đào đâm đe. Đâm đe phải giật lên một khúc khỏi nước. Giật xây lên đó. Ừ. Nếu như mà đổ dĩ này luôn. Nếu như mà không mưa thì làm khoảng bao lâu anh Hợp? Không mưa chắc cũng có từng lấy trở lại rồi. Vậy hả? Lại tới anh vũ xuống hả? Không vũ luôn. Bên vũ luôn. Từng lại đó, lấy rồi. Ừ, lấy thôi nha. À. Mà mua hoài không biết sao. Thì yêu cầu mà cái nền này đổ rồi không? Đổ cốt rồi xong phải không? Là vũ xuống làm mua cũng không sao, tại mình che ở trên rồi. Ừ. Làm trên rồi, yếu mình làm trong nhà mình làm. Ừ. Nó cũng vậy. Ừ. Là đổ sàn rồi là đổ cái dĩ này rồi không? Là cho vũ xuống. Cái nền này mình xây lên cao hơn cái mặt nước vừa rồi không anh? Cao hơn. Cao hơn chứ. À. Cái cốt nó làm gì nè? Đây lấy cho coi. Vậy là nó có cái độ chuẩn của từ mặt nước cao 3-4 tấc nữa anh. Ờ, mình sẽ lấy độ cao hơn đó là sau này mình không còn sợ nữa ha. Nước quá trời vậy mọi người. Rửa dép mình. Em giữa hồi vô đó vô đó dơ nữa. Cài nó đi. Sình sình vô khó chịu quá à. Cũng có anh Tư ở đây, có nhà anh Tư ở đây cũng đỡ ha. Ô sình nè. Lúng sình luôn à. 40 lúc. Đổ nhiêu? Khó gửi quá đổ khó gửi bỏ. Khó gửi đá mi nè hả? Ờ đang lắp cái đường đó cái cao lên. Mà đổ xong là cái đâu có thấy gì đâu. Không chịu qua xây được rồi. Mà tại nước chút xíu thôi. Mà cốt nó tới đây nè. Cốt hoàn thiện tới đây nè. À nó cao hơn mặt đường đúng không? Ờ cao này nè, tới đây nè, tới đây nè. Khoảng 3 tấc. Hoàn thiện đó. Ừ. Thì vậy là quá em ơi. Cao hơn mặt đường. Có nghĩa là từ mặt đường lên tới cái này nè. Tới mấy này nè. À cao hơn nhà anh Tư bên kia luôn. Cao hơn à. À nên cô bác của chị cứ yên tâm ha. Với lại cái phần mà cao hơn như thế này là nó tốn tiền nhiều chỗ đó đó. Đúng, sang lắp cắt này lắp. Dạ chứ. Nó mới đổ chưa qua 500 mấy ngàn có nhiêu đó. Mặt Tư ở đây cũng như cái gì cũng mắc á. Ừ, là ừ, bây giờ là làm đâu có nghỉ trưa hết hả? Ăn cơm rồi xong làm liền. Không nghỉ trưa, rồi không biết mệt thì nghỉ. Không biết chung, tại biết nước lên lúc nào với mưa lúc nào không biết nắng thấy nắng làm. Ừ. So với xây ở trên mình nó vất vả dữ không? Thì cực hơn trên mình thà mấy mình nghỉ. Còn cái này đi xa rấp rút làm tranh thủ cho nó rồi. Chợ sợ một bữa hai bữa hoặc tình lấy nước có thể nó văng lên nữa mới không nó chậm công việc nữa. Với cái xứ Cà Mau này mà chịu mưa là mưa vài ngày luôn. Mưa dầm về luôn. Bởi vì không ngày là đồ đạc gì là không có khô nấu. Ừ. Bữa xuống tới giờ đồ không khô, mai anh đem xuống đâu phơi. Ôi, phơi đồ. Ôi tụi người nghiệp mấy anh thợ kìa. Anh đem quần áo phơi ở đó luôn rồi trời. Phơi kìa. Thương ghê ha. Thôi dù sao cũng phải cố gắng chịu cực, mai mốt chịu khổ. Gắng. Gắng 2-3 bữa rồi phải. Dạ, bây giờ em đi lên thăm gia đình của chị Dứa xong cái em chạy lên Hậu Giang liền nè. Rồi đi với chị. Anh nữ thôi cố gắng làm. Ừ. Rồi khi nào có thay đổi công trình nó làm nó kiểu nó cao lên rồi nó thay đổi lạ rồi em chạy xuống nữa cập nhật cho cô bác của anh chị biết luôn ha. Rồi, chúc các anh nợ vui vẻ ha. Chừng nào hết tiền nói em ứng tiếp. Rồi. Và bây giờ thì các anh em đang có mặt tại nhà của chị Dứa, mẹ của bé Tú, cô bác của anh chị.
Ngôi nhà hổm gài thì xây cũng gần sắp hoàn thành rồi, nhưng mà một cái thông tin khá là buồn đó là anh Thích mấy ngày qua thì lại giật nhiều hơn, và bé Tú thì lại lên cơn sốt. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Tú rồi chị, sao đem vô trong mà? Tại vì để đây cho chanh nè. Để thấy em nóng nằm dưới đất á. Pha cà phê hả? Cà phê đen cho uống. Bây giờ anh Thích là ngồi hết nổi luôn hả? Không đâu ngồi nổi nè em. Hôm hôm té xương mặt bánh à. Hôm qua té, hôm trước là phải té rồi máu tùm lum rồi phải CT cái đầu nữa. Là nè, hôm té xương mặt nè, chảy máu này nè. Hôm chị lên chảnh chút xíu á. Bữa trước đi CT mà phần mềm không có sao em. Dạ. CT hết nhiêu chị? Người ta không ăn tiền. Tại vì anh có bảo hiểm. Giờ ngồi hết nổi luôn đi. Ngồi hết nổi luôn hả? Đi hết nổi luôn rồi. Ăn uống gì được không? Ăn chỉ lúc không á. Ăn chừng 2-3 muỗng cơm mà giữ rồi. Ở bây giờ là chồng và con nó sao chịu nổi trời? Chị không biết sao. Rồi bé Tú sao? Bé Tú nóng. Dạ hả? Bé Tú nóng. Đâu mà bé Tú nóng. Đang ăn sáng thì sao? Không, nó còn ngủ. Sao nay ngủ trời đây rồi? Tại vì ở dưới mưa, cái con bà chằn thấy ghê, nó chui vô nhà. Cái chị thấy lên đây ngủ, vô cha nó ngủ ở trước. Cái tấm niệm ở dưới là ấy bằng gì ạ? Bằng mót, ăn ấy. Hai miếng mót hả? Nó nóng. Ở đây là anh với Tú đồng ngủ sao? Chung hay sao? Chị với Tú ngủ. Còn anh ngủ anh ngủ ở trước, cái lấy cây gào ngang lại. Có cái cây nè. Này là có bán số không? Không, chị nghỉ vài ngày. Dạ hả? Thế nhà có thằng ấy này. Cái cây nè, gào ngang lại. Không thôi anh lăn đất. Không lăn đất. Không, bây giờ ổng yếu. Xây ngôi nhà vừa lo vừa mừng mà bây giờ vừa ổng đủ thứ. Hôm chị chạy về có chút xíu đây nè. Xương mặt đây nè, đưa vào. Mà máu chảy ra quá chị. Máu chảy ra nè, xương nè. Nên thưa với cô bác quý anh chị, cũng thông tin với cô bác quý anh chị á, khi mà nhà của chị Dứa hoàn thành á thì Bùi Hồ sẽ không mua bất cứ vật dụng gì hết á, để cho chị ở đây chị cũng tự chủ động được ha. Và mình Bùi Hồ sẽ giao tiền mặt luôn, tại còn trị bệnh cho Tú và cũng như trị bệnh cho anh nó, đúng không anh Một Đồng? Đúng rồi, theo chị ha. Cũng được em. Có nghĩa là chị có bếp ga rồi, ở đây có một cái khánh thờ của mẹ Quan Âm rồi nè. Chị nữa chị thỉnh về đắng ha. Chị này đi thỉnh về. Dạ. Cái nào sử dụng được đó cái chị thỉnh về. Mừng không? Bây giờ mấy ngày nay mừng. Mừng nhưng mà mừng cũng không được trọn vẹn đúng không? Mừng mà ổng buông ra ổng đi không nổi. Sao mà ổng đi, ổng yếu quá trời luôn. Mấy ngày nay còn tiền không? Còn cưng. Tại chị đi bán đó. Không có xài gì. Anh thì đi bệnh viện thì không có tốn tiền, mà mình tốn tiền phí mình đi vận chuyển thôi. Mà vừa rồi mượn thằng em nó chở. Rồi mượn gì nó giữ. Tú. Mà nó khóc quá à. Nó vắng chị không được. Hôm qua chị vừa lên tới chảnh nó khóc chị dậy về. Vừa lên tới chảnh nó khóc chị về mấy quận vậy đó. Coi như là không có đi đâu được hết hả? Cho mấy quận luôn. Thấy nó nóng chị không kéo anh chảnh. Phải đừng nóng kéo anh chảnh cho chị ở chảnh chút vậy đó. Thấy nó nóng. Rồi ông này bỏ thì ông bò. Ông té. Bỏ là anh ông bò tự đi luôn, tự bò chứ bò. Đâu đi được đâu, bò lũi đầu rồi. Không bò lũi đầu, bò lũi đầu không đi là lũi đầu cắm xuống, không có đi được, bò không à, bò cắm đầu mà. Rồi ngày vô nhà mới sao trời? Giờ ông nằm luôn, chắc gào lại không cho ông đi ra ngoài, ông bò té chết. Bác sĩ nói có khám tổng quát cho anh không? Bác sĩ nói sao? Thì ở bên ổng gì ông tổng quá trong người ông không có gì hết trơn, mà mình gì đó. Chị có lo lắng khi mà một mình bé Tú mà lo chưa xong mà bây giờ tới anh nữa thì anh sao? CT đâu ổng không đâu có sao đâu. Não là ông bình thường không có gì hết trơn, mà ông gì đó. Trong cái cảnh này tự nhiên vô đây cái nó buồn ghê ta ha. Bữa đêm qua Tú nóng uống gần nửa hộp sữa luôn, chị kia cho hộp sữa Esua gì đó nó không ăn đó, mà uống một đêm nó 4-5 giác luôn, không ăn miếng nào nhưng nó uống không à. Hồi cha đó là uống không được luôn. Cha nó ăn em mới bới miếng cơm nè,
Ông ăn hai muỗng, à muỗng là ông nghĩ ông không ăn được. Cố lên nha chị. Mấy ngày nay có xuống chỗ nhà mới không? Có, chị xuống mà. Đi là chẳng chơi cho ngoài về, chơi cho ngoài về vậy đó. Là thôi, cứ vợ chồng vợ con rồi người này kêu người kia ghéo rồi, đâu có ai chăm đâu. Tại vì nhỏ em nó đưa con đi học, rảnh nó mới xuống. Buổi chiều rảnh rồi xong nó mới xuống. Anh Long cảm nhận sao? Cảm nhận thấy khổ quá. Vừa lo cho chồng rồi vừa lo cho con, phải chạy đôn chạy đáo. Khi căn nhà mới cắt thì quá mừng, nhưng mà mừng cũng không được trọn vẹn vì lo tất cả. Bây giờ không những là khổ tâm mà còn không những là hết khổ tiền rồi, đỡ rồi. Bây giờ lại chuyển sang khổ tâm đúng không chị? Khổ chứ ông tu nghiệp ông. Vì mới mà ông ở không biết được bao lâu. Hồi đó ông vợ chồng chị mạnh hơn ông, đi được mà. Ông vợ chồng chị hơi nghiêng nghiêng thôi, đi nhưng, được. Nhưng mà vậy là nhà anh là gen di truyền. Đi được, ông vợ chồng chị đi được. Chứ đâu mà yếu như ông dữ gì. Chứ sao ổng là chỉ lo dữ lắm, thuốc men ở đây đủ luôn đó. Cho nên ổng còn ấy, ổng còn gượng được. Ta chừng ổng cầm cái tâm xỉa găng còn cầm không nổi nữa. Đưa ổng cái tâm cái ổng đâu đưa thử. Ổng đâu có đưa cái nổi đâu. Cà phê đi chị. Cà phê cái này dạ. Chị pha cho anh uống hả? Không cầm cái tâm á. Cầm đây. Không cầm cái tâm mà không cầm cái đấy à. Bụng rủng tay chân. Không cầm được nhưng mà. Lúc trước á thì gặp em còn kêu còn này mừng kia lắm. Được mừng lắm mà bây giờ là không có nói chuyện được nữa, cứ mở miệng ra là giáng sinh mẹ Quan Âm cho gia đình mình khỏe à. Mở miệng ra là cứ nói tiếng đó mà bây giờ đâu nói được gì đâu. Té không nè, vì con người không có gì qua cái sức khỏe trơn ha. Khi mà có một cái sức khỏe thì mình phải làm được mọi thứ. Hôm té cục hôm té rét đi từ đây tới đây nè, cái khúc luôn này nè. Cái chị bằng á để miếng gạt cho nó trôi, bể miếng gạt cho nó trôi vậy. Cái gì băng xong chị đi bán. Khi ông ở nhà ông giật đó, ông vùi. Ông vùi cái xích ra, máu em thấy hả? Linh láng niệm luôn. Gối là ông nằm là chị bỏ hết luôn. Rồi trong cậu là đỏ ông cậu hết trơn luôn. Cái chị mới nói bể ơi, cho con gửi số lại đi, ông thích té bể đầu rồi con nhận chăm giọng một chút vậy đó. Khi ông mới nói thôi trả không có được, cái ông mua tiếp chị năm ta. Cái chị đi về. Về đây, vô đây, ông đi theo, ông tính đâu chị nói dốc. Ông theo ông vô thấy máu ông chạy ra đây ông đứng luôn, ông không dám đứng ở trong luôn. Lấy mới nó mới cầm lại được, để miếng gạt rồi băng lại rồi lấy cái khăn buộc ngang cái đầu lại rồi cho ông uống thuốc cho ông ngủ được chút cái chạy đi bán tiếp tục chứ tới bữa nó còn tan trong ngoài vậy không khổ như vậy. Thì mới sáng sớm à, nhà còn gạo gì không? Gạo còn em gạo ta cho gạo nhiều. Té ở đâu chị? Ông cứ cắm đầu xuống đất không vậy đó. Ông ngồi không có được, ông ngồi là ông ngủ đập đầu mắt kinh kinh rồi bể đầu à. Chứ ông không có đi đâu xa đâu. Tại do nó không được, giờ ông nói chuyện không nói chuyện nhưng nó không mỏi nữa. Không chứ nói chuyện nghe không được luôn á. Nghe nó không ra. Cha con cùng một bệnh luôn rồi biến hóa sao? Ba giờ. Tối con có ngủ được không chị á? Chị thức không mà, cái anh nào không kêu. Em cũng niềm mà không kêu. Ông mớ, nghe ông là làng, ông kêu dơ dơ vậy đó. Còn Tú thì nó khóc. Bằng đêm chị hết ngủ lắm. Sáng gia đình mình ăn gì chưa? Chưa, mới thức à. Thôi lo đồ ăn sáng cho mà Tú ăn quá. Tú nó cũng chưa thích, nó chưa ăn. Còn anh nó ăn chừng miếng, chừng đồ chừng hai muỗng là dữ lắm nè. Không ăn uống gì. Sáng lo đồ ăn sáng cho Tú với lại cho anh nữa hả? Đi mua đồ hả chị?
ở đây kêu điện thoại người ta đem tới, hai cha con ăn tô không hết nữa, ăn xỉu rồi. Tấm này không có đồ ăn thì tấm này không có tốn, cha con ăn không được. Cố lên chỉ nha. Sữa. Chỉ sữa. Thôi thì bây giờ tụi em sẽ đi xuống cập nhật cái tình hình ngôi nhà ở dưới á, cho cô bác quý anh chị biết được về thời điểm hiện đại luôn ha. Thì một vài ngày nữa là xong để bàn giao cho gia đình của mình ha. Cố lên chị ha.